đã từng trăn trở về tương lai và ngày mai của tôi sẽ ra sao. Và cậu ấy đã đến. Không phải sự trở về nào, cũng là những dòng tay. Phố lên đèn rồi, đường phố liêu xiêu, từng con ngõ tối, đường thì dài lắm. Mai sẽ đưa tôi đi về, có chăng chỉ là sương gió. Sáng. Để anh một hàng, em lấy 800k thôi nhé. Đặt tê. Nói kìa, mày, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng giết mày. Bắt lấy nó. Dạ. Theo. Vâng. Đứng lại. Anh xin lại giá thị trường đi. Em mới thấy là rẻ lắm rồi đấy. 500k. Cứu người với. Đi thôi. Cứu người với. Cho em thêm 600. Cứu người với. Nè. Đúng rồi. Nè. Mày chạy à? Này. Cứu người bạn mày. Cứu người giết. Cứu người với. Là chị à? Đi vào đấy cháu. Đấy, bác giới thiệu với cháu là đây là hai cái dãy trọ này đều là của bác hết đấy. Ở đây vừa sạch sẽ vừa an toàn, an ninh tuyệt đối. Này, bác đố cháu kiếm ở đâu phòng vừa rẻ mà lại vừa an toàn tuyệt đối như thế này. Ưu tiên lắm là mới cho thuê đấy nhá. Em vẫn đứng ở gốc cây cũ. Vâng, ai chứ anh là khách quen thì em sẽ khuyến mãi. Nhìn cái gì mà nhìn. Vả vớ vẩn đánh đá đo mọ, mày mà mắng thằng này mày chết cho tao đi nhá. Vào nhà đi, ta lấy tình. Đấy thì cháu thấy chưa, các em toàn là sinh viên của mấy cái trường đại học gần đây thôi, xinh xắn ngoan ngoãn dễ thương lắm, rất là ngoan nhá. À này, phòng của cháu là phòng trong cùng kia bên trái nhá. Này bác bảo cho bác xin 2 tháng tiền đặt cọc với tiền nhà tháng này, đưa luôn nhá. Luôn hả? Ừ. Chào vợ. Bà chú. Ôi giời, cái con kia ra xếp cho mình. À, khách trọ mới à? Việc của mày à? Con gái con đứa hóng hớt, sinh viên cái kiểu gì mà không bao giờ thấy học hành thì chỉ thích ngủ với đàn búng đú đợn. Vào giúp chưa? Bác xin nhá. Cháu vào tắm tát đi, bác về nhá. Ê, đi đâu? Chị ạ. Ê. Sinh viên à? Vâng. Bẩn mày. Chị á là chị thích rồi đó nha. Trường nào? Dạ em là sinh viên trường công nghiệp ạ. Công nghiệp hả? Chị học trường nào ạ? Chị nói cho em biết, chị học trường giáo dục nhân phẩm. Cứu tôi với, bọn chúng bắt tôi đi khách, nhưng mà tôi không muốn làm nữa. Mày chạy nhanh đấy. Mày có biết hôm nay là lần thứ mấy trong tuần rồi không? Hả? Mày tính bỏ nghề là mày bỏ ngay được à? Mày biết bọn bố bỏ cho mày bao nhiêu tiền không? Mà mày không làm. Bố mày nói cho mày biết, đời không ai cho không cái gì cả. Không dễ thế đâu, mày hiểu chưa? Thắng. Vâng ạ. Hôm nay mày mua nó rồi. Xử đi. Mày ấy. Hú.
Cô ấy đã nói không thích, tại sao các anh vẫn cứ ép? Mày ăn hàng nào, phản đi. Tôi không muốn trở lại đó. Tôi không muốn làm cái nghề này nữa đâu. Hôm qua phòng của tôi ồn lắm hả? Tôi không biết. Ê, nè. Không biết hả? Không biết hả? Không biết. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu nhìn thấy hết rồi chứ. Lạy ơn ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã tư oan cùng Đức Thánh Đức Bà, và Đấng đã làm bạn cùng mình. Phủ hộ và gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng hết lòng trông cậy cho vững vàng mà xin ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Xin khấn cầu bầu Ngài đông lòng từ ai kêu khấn giúp người khó khăn. Con điếm này, mày khinh bố mày đúng không? Mày, bố mày nói cho mày biết, mày cũng chỉ là con điếm khốn nạn thôi. Anh làm sao hả? Thánh cả thật vĩ đại, có thể sống khiết tịnh bên người phụ nữ mình yêu thương, hết mực chăm sóc Chúa con. Tao thích cứ
liệu trên đời này còn ai có thể như ngài? Tao có tiền, tao thích làm gì cũng được. Mày nên nhớ, mày chỉ là một con điếm mà thôi. Tao thích như mày làm sao? Mày nên nhớ, tất cả son phấn, tiền bạc, quần áo là do bố mày ban cho, mày biết không? Bây giờ mày quay ra mày khinh bố mày đúng không? Hả? Đồ con đi! Con điếm rẻ tiền. Sao chị không phản kháng? Nó sẽ giết chết chị từ từ. Cũng như là nghề của chị. Nghề của tôi hả? Thì sao? Bây giờ tôi muốn lương thiện đó. Nhưng ai cho tôi lương thiện đây? Cậu nên biết đó, không có tiền thì đất cũng không có mặt cảm đâu ha. Ngây thơ. Chị có thể tìm nghề khác mà. Nghề khác hả? Nè, Sao cậu ghê thơ đến mức như vậy chứ? Bây giờ cậu nghĩ đi. Bọn chúng bỏ tiền ra để mua tôi. Cậu nghĩ là bọn chúng sẽ tha cho tôi sao? Vô lý. Cậu thiệt là... Mà nè, nếu như tôi có một chút can đảm thì cậu sẽ giúp tôi chứ? Dù gì thì Quế cũng làm cho các anh được mấy năm rồi. Chẳng lẽ các anh không cho Quế một cơ hội được sao? Quế đây! Nhà tôi gần đây, tôi sẽ gọi người đến. Cái anh làm gì vậy? Con đi anh, giết nó. Trinh à, Trinh à, tại sao lũ
đây đi. Tôi sẽ không đi chị. Vừa rồi, đi chúng mày. Việc gì không ạ? Em đi trả phòng ạ. Đợi chuyện tí. Chỉ còn cái nữa. Nè, sợ chị hay sao mà trả phòng sớm nha. Thở tiện nha. Có từng nhìn cái mặt là biết không hiểu rồi. Là ấy ấy đó. Là vậy nè. Còn riêng nữa. Tốt. Tốt, 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 tốt. Mấy ngày nay á, chị ế dụ lắm. Hay là em cho chị 50 đi. 50. Cho chị xả xui nha. Em không cần, cảm ơn. Ê, ê, đứng lại đó. Nhu cầu ai mà không cần hả? Nhìn nó là quá điên đó. Nè, khi nào cần á, 20 cũng được nha. 20 nha. Ê. Người gì đâu mà ngây thơ trong sáng dễ sợ à. Tối ngày chỉ biết đọc kinh cầu nguyện thôi. Đặt cược tin cậu một lần nè. Hôm nay con dâng mình nhìn về trong trái tim con, mong cậu kính ca ngợi và lời xin cơn cầu bầu. Từ ai kêu khấn giúp người khó khăn, cũng vượt gặp gành cõi trần, dìu dắt người tối tâm. Chị Yên à? Một mẫm cù lao bên dòng sông Hậu Giang. Nhà tôi nghèo lắm, nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Năm tôi 18 tuổi, mẹ tôi bị bệnh tim. Người ta làm má cho tôi đi lấy chồng xa xứ. Ông bảo với tôi rằng sau khi đám cưới sẽ cho tôi một khoản tiền để chữa bệnh cho mẹ. Vậy mà bọn chúng là rồ lừa đảo. Bọn chúng là lũ khốn nạn.
Đáng thương hơn đáng trách. Không ai bắt tội chị đâu. Là người có đạo đó. Mà lâu rồi tôi không có đi nhà thờ. Chị đi tắm trước đi, kiểu ốm đấy. Hai đứa mình bằng tuổi nhau đó. Tôi nghĩ là chị nhỏ hơn, nhưng vì lịch sự nên tôi... Thì tôi biết cậu lịch sự. Được chưa? Nhà tắm ở đâu? Chị ra ngoài sân, rẽ trái. Rớt ra. Đây là món quà mà mẹ tôi tặng cho tôi khi tôi lấy chồng ngoài đây đó. Buồn vui gì tôi cũng có nó ở bên cạnh hết, nên tôi quý nó lắm. Lâm sao vậy? Tôi đi tắm đây. Mặt ngu dữ. Sinh nhật lần thứ 21 của tôi đấy. Hả? À, vậy hả? Tôi chưa bao giờ có được một cái sinh nhật như vậy hết. Mà hình như cũng lâu lắm rồi tôi chưa ăn cơm cùng ai cả. Hay là bọn mình làm chuyện ấy ngay bây giờ. Chuyện gì? Tôi. À không, tôi sẽ là người thân của... ấy tên gì nhỉ? Lâm sẽ là người thân của Huệ. Chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Huệ. Cùng nhau nấu cơm, cùng ăn. Cùng nhau nấu cơm, cùng nhau tổ chức sinh nhật hả? Ừ. Nhưng mà hôm nay đâu phải sinh nhật của Huệ đâu. Không sao cả. Coi như là hôm nay Huệ trở thành một con người mới. Gạo hết từ bao giờ ấy nhỉ?
Không sao cả, chúng mình sẽ cùng nấu món Hàn Quốc, cùng nhau ăn. Món Hàn Quốc hả? Ừ. Rơi vòng tay cha, chìm đắm trong bao tội lỗi. Bạc tiền lợi danh, bùa về con ngắn bước theo ngài. Đã từ lâu nay, con rời xa chân lý yêu thương. Ngài vẫn bên con, cùng con bước khắp nẻo trần gian. Ngài vẫn bảo ban lời mến du con từng đêm. Thập tự trên cao còn vẹn nguyên yêu dấu trao đời. Giọt lệ con rơi, con quỳ đây sám hối Chúa ơi. Nào mừng vui lên đi, vì cha đã chiến thắng. Để ta quay trở về sống bên cha nhân lành. Vòng tay cha bao dung, tình cha luôn ấm áp. Vết thương được chữa lành vì ngài thánh hóa tôi. Khi Lâm quay trở về, xin lại tiền đặt cọc. Bà chủ nhà trọ không cho, không còn một xu dính túi. Thế là Lâm phải ngủ ngoài đường ngoài chợ mất mấy hôm. Lâm có oán hận tụi này không? Vậy Lâm vượt qua mọi khó khăn đó như thế nào? Lâm cầu nguyện. Cầu nguyện hả? Lâm luôn tin vào Thánh Giuse. Lâm tin là Ngài luôn nghe và che chở cho Lâm. Vào lúc Lâm tưởng chừng như là không còn đường đi, Lâm đã gặp được cha ở đây. Và cha đã cho ở lại. Mỗi ngày Lâm chỉ cần dậy sớm một chút, kéo chuông trước giờ lễ. Công việc tuy là nhỏ thôi, nhưng mà Lâm vui lắm vì mình đã góp một chút sức lực cho cha và cho bà con giáo dân. Lâm à, Huệ tin rằng Thánh Giuse sẽ luôn đồng hành cùng với Lâm và cả Huệ nữa. Tối nay
Huệ cứ nằm đây ngủ, còn tôi sẽ ra kia. Nhưng mà... Không sao cả, tôi quen rồi. Với lại, tôi phải ở ngoài kia để canh chừng xem, nhỡ đâu chúng nó quay lại. Tôi còn... Có khinh thường tôi không? Huệ đừng hiểu lầm tôi. Tôi được Chúa yêu mến, nên tôi... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Lâm. Cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn Lâm đã chìa tay ra cho tôi. Và cảm ơn Thánh Giuse nữa Lâm ạ. Tôi tin Ngài đã dẫn dắt tôi và Lâm gặp nhau. Tôi đã có một giấc mơ tuyệt vời. Tôi đã mơ thấy mình được tha thứ, được xin tội. Thật lạ quá phải không? Huệ cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng quả thật, chính tâm hồn trong sáng và sự khiết tịnh của Lâm đã kéo tôi quay trở lại. Tôi nghĩ nếu như làm linh mục, Lâm sẽ còn cứu vớt được nhiều mảnh đời hơn nữa. Tôi sẽ rời xa nơi này để được cuộc sống như một người có đạo.
Rồi sau đó thế nào với anh? Huệ biến mất hoàn toàn. Sau đó anh có đi hỏi một vài nơi, nhưng không ai biết Huệ ở đâu cả. Nhưng anh có một linh cảm. Huệ bình an. Mình đến nơi rồi em. Em cảm ơn anh. Mình đi thôi anh. Em có ghen không? Em tin anh mà. Em còn tự hào nữa. Chồng em là một người chính trực, luôn giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn. Thánh Giuse thật là khéo léo. Huệ đã được an bài để anh có thể hiểu thêm về sự khiết tịnh. Và cũng từ đó anh có thể tự tin hơn trong việc bảo vệ gia đình của mình sau này. Em thấy cả hai người trong đêm hôm đó như bông hoa trên thân cây Huệ vậy. Tất cả đã được thanh hóa để trở nên những bông hoa đẹp nhất dân tặng ngài. Nhanh Huệ ngập tràn khiến tình và nghĩa tình sẵn sàng. Chào sơ. Chào chị. Cảm ơn chị. Lần này chị sẽ ở đây bao lâu? Con đến đây để làm một chuyện rất là quan trọng. Đã là lần thứ 5 rồi, mong lần này Huệ sẽ được gặp Nữ Lâm. Sơ đợi con một tí nha. Anh ơi! Dù xe trong âm thầm, lời kinh